đầu tư phim phải của có rất nhiều loại, thì ý anh Trung giới thiệu rất nhiều loại và rất phù hợp với doanh nghiệp, và có cả loại end to end của tất cả sản phẩm bo bằng cái một thiết bị support, thứ nhất là PBX này, Wi-Fi này, rồi là router switch, tất cả và firewall và chung của anh ấy rất phù hợp, và các định hướng về phát triển server storage, tất cả các giải pháp về cho ngân hàng và software đó. Thì hiện nay mỗi có rất là rất mạnh rồi đấy. Cảm ơn anh Đạt đã chia sẻ và những cái giải pháp mà thực hiện sáng tác cùng đi ra mua và những cái tình huống tương lai trong gửi phần quà đến anh, và anh có thể giới thiệu lĩnh vực anh phụ trách của công ty anh thực hiện không? Là Đạt cùng giới thiệu anh em để biết sau này. Thì thực ra anh em ở đây cũng có một số người biết nhau nhiều trước ấy, thân thiết trước, và những người thì chưa biết nhau. Mình nghĩ là trong buổi hội thảo này cùng lĩnh vực thì anh em được biết nhau. Ngoài ra kinh doanh anh em có thể hợp tác chém gió làm ăn các kiểu, thì không nhất thiết cứ phải thực hiện IT ở đây. Cho nên mình cởi mở và thoải mái trao đổi thì mình nghĩ là nó sẽ có hiệu quả hơn trong lĩnh vực hợp tác sau này. Tiếp theo mình xin trình bày về phần ứng dụng và thực hiện giải pháp switch và router cho cái những dự án và những cái mà doanh nghiệp cần hiện giờ. Switch router sẽ thực hiện đối với cái tầng asset distributor core, thì có thể mình đưa vào những cái hiện giờ trong các dự án doanh nghiệp và IT, anh em kinh doanh và những cái anh em kinh doanh dự án sẽ đều biết là cái gói mà doanh nghiệp đầu tư và những cái mà giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp, họ sẽ đầu tư vào cái phần liên quan đến nền tảng core switch và những cái liên quan đến WAN, nghĩa là cái định viên từ ngoài khi mà nối vào các tầng với nhau, thì cái giá trị có đấy rất cao rất nhiều khi mà mình chỉ quản trị cái dự án hệ thống văn phòng không và thiết bị đầu tư không được nhiều. Cho nên những dự án mà mình thực hiện, mình sẽ đầu tư vào phần nội chính và những cái phần mở rộng biên ra ngoài, thì cái giá trị nó mang rất lớn và mình có thể chém gió, và những cái liên quan đến giải pháp và tư vấn khách hàng nó sẽ hiệu quả hơn khi mà mình đưa ra những cái mà tư vấn và những giải pháp cho giám đốc ký và những cái nhà thầu trong những định hướng của doanh nghiệp. Thì có thể thực hiện các tầng kết nối thiết bị từ layer 2, layer 3 truy cập, và như mình nói có cái phần quản lý liên quan đến mạng capot, về phần nối ra định viên nhà cung cấp dịch vụ như anh Đạt ở đây trước đã từng làm nhiều về ISP, VMPT, HTTPSP thì sẽ làm nhiều những cái giải pháp ở bên này. Thực ra những cái mà gói lớn và những cái thực hiện lớn thì mình nghĩ là tập trung từ bên ngoài vào đến có sức, chứ không phải là chỉ giải pháp chung cho doanh nghiệp vừa nhỏ. Thì ở đây không biết là mọi người có bao nhiêu anh em làm trong lĩnh vực tích hợp hệ thống nhỉ, công ty tích hợp hệ thống. Vâng, xin lỗi anh tên là gì và anh có thể giới thiệu công ty và chức vụ của Tranh anh. Tranh. Em là bằng bên Sanmia, bên Sanmia. Vâng. Bên em là bên phụ trách cái bên dự án, bên chị xem. Vâng. Thì chắc anh cũng làm nhiều dự án và những cái liên quan lĩnh vực pre-sale đó, tư vấn đến khách hàng và những cái gói tích hợp sử dụng. Thì mình nghĩ là những cái giá trị rất lớn mà họ sẽ đầu tư vào những cái giải pháp mà mình tư vấn cho khách hàng và nhà đầu tư trong tương lai. Ngoài ra cũng có thể tích hợp những cái tiện ích về gọn và thiết bị dây dợ liên quan đến cái giá trị phù hợp hơn đối với cái kết nối trong công ty và trong cái bên liên quan văn phòng, training center, factory hoặc liên quan đến ID center, data center, cũng là những cái giải pháp mà họ thực hiện hiện giờ cho các doanh nghiệp. Thì nó từ hóa ngay các bạn nhìn thấy ba cái switch mình và hai switch và cái router mình giới thiệu đều mua sẵn ở đây, thì cái thiết bị nó rất nhỏ nhỏ gọn, hiệu năng đối với thể mà anh em làm dự án nhiều liên quan đến sản phẩm như Cisco và một số hãng khác, thì mình nghĩ là nó sẽ gọn hơn và cái thực hiện cũng đáp ứng tương đối tốt. Thì lát nữa mọi người có thể xem và test thực hành nếu mà muốn cuối giờ. Thì những cái mà mình nghĩ là nó sẽ mang lại lợi ích tốt và khi hợp tác anh em với nhau trong các dự án, các bạn thì sẽ đem lại giá trị và lợi ích cho công ty cùng quan hệ khách hàng thân thiết. Mình giờ đã xong phần trình bày của mình, không biết anh em có câu hỏi và chia sẻ gì không nhỉ? Các em cứ khởi hoạt thoải mái, mọi người hỏi và giao lưu.
Vâng, mình hỏi một chút là tại vì thường thấy các dự án đưa ra mọi người thường đưa Cisco vào để làm cái đầu bài dự án ngoài cái việc đa phần là như thế là cũng là vui có cái chương trình kế hoạch để cải thiện vấn đề. Câu hỏi của bạn rất là hay, cảm ơn bạn đã hỏi. Xin lỗi bạn tên là gì và mình chấp nhận thế. Mình chạy cái bản kinh doanh của công ty THT. THT. Vâng, mình cũng xin được trả lời bạn luôn là hiện giờ Huawei cũng có rất nhiều cùng đi làm kết hợp rất nhiều cái chương trình khuyến khích khuyến mại, và tiếp theo mục này mục sau mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cái chương trình khuyến mại đấy đáp ứng để đưa cái doanh nghiệp nó tạo giá trị trong khách hàng tương lai. Như vậy là mình sẽ thay đổi cái mặt giá trị của sản phẩm, tức là mình đánh vào mặt giá trị của sản phẩm để hướng khách hàng tới. Hay là mặt nào có ba như là thế mà mình vừa nêu ấy, ta không cái sản phẩm mà ý của anh đây là cái dự án mà review của Cisco đúng không, cái spec của Cisco thì Huawei sẽ tham gia vào cái như thế nào, hỗ trợ nào, đáp ứng đủ kiểu nào. Thì Cisco là một cái công ty có rất nhiều nghiên cứu đang liên của họ, thì nếu mà đầu bài của nó đấy thì không thể tham nào để tham gia được rồi, thì chắc chắn không. Còn những cái thông tin chung như performance về cấu hình thiết bị và về số cổng và cái giao dịch khác thì Huawei hoàn toàn có thể tham gia được. Huawei về switch và router thì cũng cái dạng sản phẩm là hoàn toàn là tương ứng với tất cả các sản phẩm Cisco. Từ vậy tại vì em đang có câu hỏi là thường là các cái dự án ấy được các đơn vị tư vấn, nhưng mà thường đơn vị tư vấn đấy lại hay đưa Cisco vào đấy, nên là các cái nhà cung cấp phần cứng hay di động khoản đấy. Đấy thì câu hỏi đây là Huawei làm gì để cho mà cạnh tranh với mặt người các nhà tư vấn họ đưa sản phẩm Huawei vào. Đúng rồi, thì thứ nhất là Cisco nó quá thông dụng rồi, có những người họ có thể tư vấn mà không cần tiếp cận hàng. Buổi hôm nay mình ngồi trao đổi với nhau đây. Đấy, thì như này, nếu như mà hiện các anh cũng biết về sản phẩm Cisco là Huawei có cái gì, thì nếu như mà người ta có đề nghị mình tư vấn đúng không, thì có thể Huawei sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn trực tiếp, có thể qua hoặc là gián tiếp thông qua cái đơn vị tư vấn đó, mình có thể tiếp cận với khách hàng, thì nó sẽ tùy theo nhu cầu của khách hàng thôi. Căn bản theo ý nghĩa của Cisco hay bất cứ nào khác có cái review được cái feature vào ấy, thì có nghĩa là nó họ đã phải làm việc khi trước khi dự án bắt đầu. Khi là bị công ty dự án thì có thể chia sẻ anh em cùng công làm việc. Huawei có thể vào support của bạn, hoàn toàn có thể cài bài feature Cisco của Huawei vào, thì hoàn toàn riêng các nói chung các cái thì khác nào cũng có các cái điểm chung để cài thôi. Nhưng thực ra đúng cái điểm khách hàng cần không thì cái đấy thì thực ra đến 80-90% là khách hàng dùng cái điểm thông thường, nhưng cái điểm feature để cài chỉ để cài thôi, còn thực ra thường không dùng. Do vậy là cái quan trọng nhất ấy là khi mình biết dự án build được không, có biết dự án không và mình có làm được với những người có thể build dự án hay không. Còn khi mình đã tiếp cận và làm được build dự án ấy, thì với nếu khi các bạn cần có thể liên lạc với Huawei thì Huawei hoàn toàn support các bạn build dự án đó và đảm bảo cài các feature để mà bạn support bạn. Hiện tại thì Huawei có 3 hình thức bán hàng. Thứ nhất là bán hàng qua kênh phân phối, và hiện tại có một kênh phân phối là Nintendo đấy. Và hình thức bán hàng thứ hai là thông qua đối tác là các công ty tích hợp, công ty tư vấn và công ty về triển khai dịch vụ. Và cái hình thức thứ ba là tiếp cận trực tiếp với khách hàng. Thì về cái thứ nhất là qua nhà phân phối thì rõ rồi, qua phân phối thì khách hàng là cái người mua thì chắc chắn là họ phải hiểu họ cần mua cái gì rồi, nhà phân phối thì có trách nhiệm là đưa sản phẩm đến cho khách hàng thôi. Còn qua công ty thì tích hợp cái này lúc đấy họ có thể hỗ trợ họ tư vấn cho khách hàng là dùng giải pháp như thế nào, đưa cái đầu bài ra sau lưu như là theo đó. Cái trường hợp thứ ba là Huawei tiếp cận trực tiếp đến khách hàng, thì Huawei sẽ tư vấn trực tiếp với khách hàng để bắt đầu từ cái thời điểm khởi động dự án này cho đến khi hoàn thành. Nhưng mà về mảng doanh nghiệp thì Huawei khi mà tiếp cận với khách hàng thì đi làm xong cái dự án đó, xem cả xong dự án đấy thì vẫn hợp tác với một nhà tích hợp để triển khai cái dịch vụ của Huawei. Cái mảng doanh nghiệp của Huawei ở đây Huawei không trực tiếp bán thiết bị đến khách hàng và không trực tiếp triển khai cho khách hàng, thì nó khác với cái mảng thị trường viễn thông. Thị trường viễn thông thì nói đúng ra Huawei sẽ là main contractor, sẽ là nhà thầu chính và thường là các đối tác trong nước hay là nhà cung cấp. Nhưng mà với cái mảng thị trường doanh nghiệp thì là cùng công ty điện lực, khách hàng, văn phòng hay
theo cái biển thì Huawei sẽ là cái sub contract thôi. Huawei sẽ bán qua một nhà phân phối đó ở Việt Nam hoặc qua airline thì đấy thì như đấy mình mới hiểu là khi mà bắt đầu khách hàng họ có ý tưởng họ muốn thiết lập một cái hệ thống chẳng hạn các bạn thì mình sẽ xây dựng cái dự án như thế nào thì AI sẽ là cái người mà sẽ lấy cái hỗ trợ Huawei để đưa cái sản phẩm Huawei vào trong dự án đó hoặc Huawei sẽ đi dự án đó cho sau đó hợp tác với một đối tác nào đó để tham gia dự án đó và chứng minh dự án đó hai hình thức gì và cái thứ hai nữa thì mình